Rồi xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay có giỗ rồi nha anh em. Giỗ về rồi ha, về nhiều lắm. Đây, giỗ. Giỗ cưa anh em nha. Chuyên dùng để giỗ cưa. Này. Giỗ cưa ha, về rất là nhiều hàng, rất là nhiều nha anh em. Đó. Sẵn cái clip này em cũng giới thiệu anh em những cái mẫu kéo cưa lúc trước, giờ em giới thiệu luôn nha anh em. Kéo cưa. Thì anh em yên tâm ha. Anh em được quyền kiểm tra hàng và test hàng trước khi đi thanh toán. À, em giới thiệu sao thì em quay sao thì em gửi về trang vậy ha. À, hình thức là anh em chỉ đưa địa chỉ thôi. À, rồi khi nhân viên mang tới thì anh em thanh toán cho nhân viên ha. À, đơn hàng nào từ 200 đổ lên thì em bao ship. Còn dưới 200 á thì phí ship nó khoảng chừng 28 đến 30 ngàn, thường 30 ngàn nha anh em. À, ví dụ như đơn hàng nào 200 á, đơn hàng nào mà 180 á thì em làm tròn là 300 luôn, làm tròn là 200 luôn, em bao ship luôn ha. À, nó dễ. À, rồi. À, hôm nay em quay cưa chứ ha, cưa đợt này có cưa Hàn Quốc anh em. À, cưa Hàn Quốc thì cũng quay nhiều rồi. À, cưa này là cưa Nhật nè. Cái dòng cưa Nhật này thì đợt này nó là cán gỗ nha anh em. À, có cán gỗ thì xài nó có cái ưu điểm. À, nó không có bể, nó khó bể. À, đây cưa cán gỗ ha, cưa cán gỗ cũng có cái ưu điểm của nó. À, rất là tốt ha. Đây lưỡi cưa nè, cưa này chiều dài là 1 tấc 6 nha nè. Đây tấc 6 nè. À, tấc 6 ha, 160 nè, dòng cưa Nhật ha. À, răng cưa phà phà luôn anh em, cái này tấc 6 mà cưa cây từ bắp chân quay về là anh em cưa phà 180 cây ha. À, 180 cây. Ngoài ra cái cưa Hàn Quốc ha. À, cưa Hàn Quốc này, cưa Hàn Quốc này dài 25 phân nha. À, 25 phân em có bóc ra một cây cho anh em xem nè. À, nó dài ha, dài 25 phân cái lưỡi nè. Anh em nhìn nó răng nè. À, cưa này anh em cưa thì thôi khỏi chê luôn. Nó chắc chắn lắm. Anh em nè, nó có cái lẫy nè. Mở ra nè, nó tự nó dính vô cái khớp nè. Đó. Chắc chắn ha. À, dài 25 phân. Đó. Phần lưỡi ha, gập lại, gập ra mở vô. Đó. Cái này cưa Hàn Quốc nha em. Màu cưa nó sáng ha. Đó. Anh em lỡ có để quên ngoài vườn dễ tìm ha. Rồi, cái cưa này là giá là 100 xin lỗi, 240 ha, 240. Rồi, ngoài ra thì có dũa luôn, đi kèm với cưa là dũa. À, anh em nào mà cưa một thời gian á thì thường cái cưa mình nó cái răng nó bị dính ba dớ, anh em dùng cái cưa này, anh em dùng dùng cái dũa này nè, anh em dũa anh em đẩy. À, đẩy nó sẽ sáng cái răng lên thì cưa nó sẽ ngọt hơn. À, cái dũa dũa này thì rẻ thôi, dũa có 50.000 cây thôi, bán kèm cho vui để anh em có anh em tin tưởng anh em mua cưa cho nó yên tâm ha. À, có cái để chúng ta sử dụng cưa lâu bền. À, ngoài ra còn có cưa nách nè, cưa nó dùng cưa trong kẹt ha, 3 mẫu cưa ha, một cái cưa này dạng cưa gập, một cưa cành nhỏ cổ chân coi về ha, còn cái này cưa bắp dếp với anh em cưa thoải mái ha. À, 25 phân, con này là cưa trong ngóc ngách nè. À, ngóc ngách trong kẹt. À, không thể đưa những cái lưỡi lớn không đưa vô được thì anh em dùng cái lưỡi này, cũng dòng cưa Nhật ha, dài 21 phân này. À, cán đen ha, dòng cưa Nhật 21 phân ha, phần lưỡi là 21 phân, còn bề rộng cái lưỡi nó có từ đây là 1,5 phân ha, xuống đây đến là 5 ly, như cái mũi là 5 ly ha, nhỏ này ha. À, cưa này cưa chất lượng anh em, kéo ruột 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 đã lắm, cưa rẻ thì ok luôn. Rồi ngoài ra có kéo ha, kéo các cành thì đây em giới thiệu cái hàng phổ thông ha, hàng phổ thông nhưng mà xài bảo đảm ok chất lượng, cho nên em xài luôn, bảo đảm rẻ hơn hàng chợ ha, chắc chắn rẻ hơn hàng chợ. Anh em cầm những cái giá cùng phân khúc, cái số tiền này anh em mua ra chợ mua cũng có đâu. Ừ. Nên trên em mua kéo á, thì khi anh em mua một cặp á, thì cái kéo này có 180 cây thôi, cái này 180 này, cái này 160 này, cái này 80 này. Đó. Khi anh em mua một cặp á thì cho trên 200 em bao ship cho anh em, khỏi cho anh em dễ xử ha. Đây, giới thiệu sơ cho anh em cái dòng kéo nè. Đây. Dòng kéo này em có bóc ra nè, đây. Đó. Dòng kéo này em giới thiệu rất nhiều ha. Size này size 21 nha này. À, cái này cắt dây nhôm pha pha luôn nha. Rồi, cái này có 160 ha. 160. À, khi mà anh em mua kèm cây kéo tỉa này nè.
cái tỉa này chất lượng ha, size 21 nè, cán inox nha, bảo đảm cái kiểu này anh em cắt là mê luôn. 80 ngàn một cây, quá rẻ, không có chỗ nào khó mua, kiếm chỗ nào mua có 80 ngàn nữa nè. Răng chống trượt ha, răng chống trượt rất là nhuyễn, mục đích của chúng ta kẹp không có tuột cành về trước ha, tỉa dài 21 phân ha. Rồi khi anh em mua một cặp như vậy, cây này 1.6 nè, cây kéo tỉa là 80 nè. Khi anh em mua một cặp như vậy á thì em sẽ bao ship và bớt 10 ngàn thôi, bớt 10 ngàn và bao ship thành 230 ha. Nếu mà cộng lại 1.6 với lại 80 là 240, nhưng mà em sẽ bớt 10 ngàn là 230 ha, ba bao ship cặp như vậy ha. Ngoài ra thì cái kéo này nữa ha, kéo này là dòng kéo Nhật, không phải dòng kéo của Sada ha, đây dòng kéo Nhật lên hàng này hàng em xài ha, nhà vườn xài nhiều. Cái này cắt phà phà luôn anh em, xả tàn thôi bao ngọt luôn. Anh em đừng có nhầm dòng mẫu Sada ha, Sada 4-5 loại anh em dễ nhầm lắm, còn cái này một loại một ha. Đây quá đã nè, này anh em có quyền kiểm tra hàng và test hàng ha, 180 cây. Khi anh em mua một mình nó thì 180 cây ha, còn anh em một khi anh em mua kèm với một cây kéo tỉa như vậy, ví dụ này 180 ha, và cây kéo tỉa này là 80 ngàn, là 260, nhưng mà em sẽ bớt 10 ngàn thành 250 ha, bớt 10 ngàn 250 em và em bao ship. Còn mua một cây là vẫn giá là cái kéo tỉa là 80 ha, và cái kéo cắt là 180 đó, cho anh em dễ 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 hình dung. Ngoài ra thì còn có kìm cắt dây nhôm ha, kìm cắt dây nhôm này nè, kìm cắt dây nhôm này thì cái nhôm này dài dài 16 phân ha, của hãng Kabushi, chuyên dùng để cắt dây nhôm. Cây này có 85 ngàn cây thôi, quá rẻ. Còn ngoài cưa kéo thì có còn có cạp anh em, cạp thì có hai dòng, dòng cạp tốt và dòng cạp thường. Nói chung tốt cũng tốt, giá nó cũng không có rác đó nè, giá nó bình dân dễ xài. Đầu cái đi ở cặp tốt ha, nên anh em nào có điều kiện mua những mẫu này xài nữa nè, là dòng Ryuga ha, cặp Ryuga cặp xéo nè, dòng Ryuga nè. Đối với riêng cái Ryuga này á thì ở dòng cặp này á thì nó tặng kèm theo một cái bao da như vậy ha, bao da vậy đây, hàng Ryuga ha, Ryuga này, Ryuga ha, này hàng chất lượng ha. Thì đợt này em đang giảm sale rẻ 570 một cây ha, 570 một cây, đồng nghĩa với bao ship ha. Ngoài ra có cặp tròn nha anh em, cặp tròn cũng dòng Ryuga luôn, cũng là đồng giá luôn, cũng vừa chiều dài cũng như nhau mà giá như nhau luôn. Cặp tròn này thì cái họng nó bao ngon luôn anh em, tròn này họng này quá đã, đồng Ryuga luôn ha, đây họng sắc rạc ha, hàng chất lượng nó khác, đây thép này chữ đóng chìm ha, size 21 rồi đó, cũng là 570 luôn ha, mà đồng nghĩa việc em bao ship nó hàng mới 100% chưa sử dụng ha, và cũng tặng kèm theo cái bao da như vậy đó. Rồi, cặp tròn hàng Ryuga. Ngoài ra cái cặp thường, cái dòng thường ha, cặp tròn và cặp xéo luôn, dòng thường đây em có em đã lấy ra rồi này, cặp tròn này hàng thường này thì 370 thôi, quá rẻ, 370 ha, 370 một cây, size 21 luôn ha, này hàng anh em được quyền kiểm tra và test ha, test ok, cắt cục 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 luôn, cắt cục cục luôn ha, nhưng mà cái họng nó to vậy anh em mở nửa thôi ha, mở nửa để cạp, ta đừng có mở hết để cạp, toàn cạp nào cũng vậy thôi, chúng ta cạp vừa phải thôi, ta khới từ ngoài vô trong ha, size 21 ha, 370. Ngoài ra thì cái cặp xéo hàng thường, cặp xéo thì hàng thường thì cũng là 370 luôn anh em, cũng là size 21 luôn này, răng ha, hai cái họng sắc rạc nè, hàng mới còn bót lắm, bót 100%, hàng mới 100% này, rất bót ha, 201 trên 2 tức 1 ha, 21 phân, size 21 cũng là 370 nha. Ngoài ra thì em còn có đục, ngoài những cái món hàng này thì em còn có đục. Đục thì có hai dạng, đục tròn, đục dũng, đục móng anh em, và đục dẹt ha. Đục dẹt thì lúc này đục thì có
có đục ha, đục tròn và đục dẹp này đó, đục móng này hai phân rưỡi ha, và đục dẹp thì có 2 phân, 3 phân và 4 phân đầy đủ ha. Này đục này thì nó làm bằng nhíp xe nha, này làm từ nhíp xe gia công Việt Nam. Cái cán này là gỗ nghiến nè, gỗ nghiến ha, cán này gỗ nghiến. Còn cái lưỡi này nè, nó làm từ nhíp xe nha, này nhíp xe nó đập ra. Hàng gia công thủ công Việt Nam ha, rẻ 50.000 một cây. Riêng cái đục thì em không bao ship ha, anh em mua 10 cây cũng không bao ship, gọi là em lấy về để anh em khi mà có nhu cầu mua và xài đục thì anh em sẵn anh em lấy luôn cho nó tiện anh em ha. Đó rồi, hôm nay em giới thiệu anh em một số cái sản phẩm đang rất là bán, rất là chuộng, khách rất là chuộng, bảo đảm nó xài ok ha. Đó. Rồi khi anh em có nhu cầu dùng cái mẫu nào á thì khỏi đi chợ chứ mất công anh em, khỏi chi cỡ chợ mất công ha. Ngồi nhà nhân viên ship tới nhà luôn ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.